Cô lấy đeo ơi, đưa ra từ từ thôi.
sau đây. Đây đứng lùi ra đằng sau nào, đứng lùi ra đằng sau. Anh đến năm là mọi người được lên giúp nha. Nhấc chân lên. Đến năm là mọi người lên giúp nha. Trời ơi. 1 2 3 4 5. Cảm nhận của em về thấy em chơi thế nào? Tuyệt vời. Em tuyệt vời các. Cứ ăn bánh là ngon rồi anh ạ. Bánh ngon không? Cực kỳ ngon đấy. Mồm họ to hơn mồm mình nên mình không để ấy được. Rồi, bây giờ đến Đây là thành quả của David Sack và Louis Dead. Phần thắng thuộc về Louis Dead. Vâng. Tỷ số là một đều. Vâng, cùng kết thì chúng ta sẽ đến với Mai Vượng Quý và Mai Siêu Phong. Mai Siêu Phong. Và gì vậy? Mai Siêu Phong ạ. Mai Siêu Phong ạ. Mai Vượng Quý và Mai Siêu Phong. Hai con người là Mai Móm Nhôm mà. Mai Móm Nhôm ạ. Vâng, trận chung kết. Móm Nhôm của em ơi. Vâng, các bạn sau khi đánh bại một đối thủ khá là nặng ký thì cảm xúc của em nào? Em thấy tự tin lên, đồng đội tự tin lên. Em tự tin khoe cá tính là cái gì em? Em còn sau khi em xích sát thắng tỷ số gần thắng thì cảm xúc của em nào? Mình chẳng ngon gì cả. Anh thấy em là gọi là cân tem ta vết đi, muốn rồi là đen thôi đỏ quên đi đúng không? Đợi đấy, em cử thí phục thù. À, cử thí phục thù, vâng. Người siêu mẫu thúy. Rồi, cả thế giới chiêm ngưỡng em. Chúng ta đến với Mai Phương Thúy cao 1m1. Mai Phương Phong cao 1m05. Vâng, đây có đây. Mình cao 1m1. Em lấy chân nào thì em lấy. Theo anh thì em nên lấy chân giữa là chuẩn nhất. Em lấy chân não bên nào thì em lấy chân bên đấy. Em có lấy chân giữa không? À, không lấy. Thế theo em có lấy chân thứ ba không? Nếu mà em có thì em cũng lấy anh ạ. Rồi, đồng ý, lần sau anh sẽ cho em. Rồi, bây giờ anh cần ban tổ chức buộc dây cho mình và phần thi chung kết khá là gay cấn cho hai đội. Mai Dữ Phong, chuẩn bị... Mình chọn chân này rồi. Đây, em ngủ đổi chân được không ạ? Em không. À, em chấp bỏ. Mới bỏ chân nào rồi. Rồi, ok. Em khôn, đối với em ngủ. Vâng, 1, 2, 3, bắt đầu. Rồi.
em ơi, chân tùng cầu chơi. Hương bắn ra Hương ơi. Đây là hai cái bánh của hai đội David Soak và Louis Đen. Nhưng mà nó lại chơi xấu rồi kia, thổi. Thổi đâu? Thổi đâu? Anh chả thổi em. Thôi thả anh bạn. Thôi thả đâu, quả đấy thở lo lắng đi. Thở lắm. Vâng, Louis Đen phần bánh ăn nhiều hơn bên David Soak. Vâng, tỷ số chung kết hai đội. Lý do thứ nhất là đội màu xanh này chơi hơi tiểu xảo nên là anh thật sẽ thử anh hòa. Anh cứ thổi bánh làm em không ăn được. Kết quả Trung Quốc là bé thổi bánh hòa. Ok. Quả Trung Quốc là hòa. Ok. Bên em có thấy tâm hồn không? Không không không. Okay. Không ạ. Không không. Không ạ. 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 Ok, ông này thì hỏi làm cái gì anh? Chuyên chơi xấu. Thế còn em thì tập phục không em? Em khẩu phục luôn. Vâng, vì anh là trọng tài. Thứ nhất là đội màu đỏ chơi rất chi là fair play. Các bạn đây không đụng chạm và không bám vào đồng đội của bên mình. Còn đội màu xanh thì hô hô giúp đồng đội gái đi ba ông bỏ bế. Có chính xác không? Không, không, không. Chứ là hô không đánh giá. Anh không đánh giá. Đấy là tính tiền đồng đội anh ạ. À, tính tiền đồng đội. Mình nhận tính đồng đội. Nhưng mà nó là cái luật. Đấy, mình cứ chơi mình phải có luật rõ ràng. Với cái thứ hai là đồng đội này. Chơi mình là đồng đội mà chơi là phải thế. Mày chơi em vào cái nơi của mình. Ôi hồ quá. 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 Bên kia không đánh răng thổi vào đồng đội của em. Ok, thôi. Được rồi, phân thưởng sẽ cho hai đội. Lần này hai đội đều được thưởng hết nhá. Nó có đồ thua đồ thắng mà. Nên là đưa thưởng hết. Nên là cái gì anh? Bám vào anh. Nó hứa đồ cái gì à? Phân thưởng hai đội cống nhau đánh nhau thôi.